nút giao thông xanh là cách mà mọi người đặt cho hầm chui Trung Hòa khi đi từ đại lộ Thăng Long qua vành đai 3, nối với đường Trần Duy Hưng. Loại cây dây leo xanh mướt bao bọc bức tường là cúc tần Ấn Độ, vốn thường được trồng ở ban công, sân thượng gia đình, tạo thành các tấm rèm che nắng, che mưa, lọc không khí. Không chỉ tạo cảnh quan xanh mát, cúc tần còn có tác dụng lọc không khí, xua bớt phần nào nắng nóng gay gắt trên con đường. Hình ảnh đoạn đường xanh mướt này được nhiều người khen đẹp như phim, tựa Singapore thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Người tham gia giao thông mong muốn thành phố sớm có nhiều con đường được phủ xanh, vừa giúp tạo bóng mát, lọc không khí, vừa tạo cảnh quan ấn tượng cho không gian đô thị thủ đô.